Hà Thương xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những thông tin nóng hổi dành cho giới trẻ. Để đến bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với mình cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: dân tình xôn xao thông tin Hương Giang chia tay mắt lưu; fan quốc tế đầu tư hàng tỷ đồng tặng món quà không tưởng cho Dennis Đặng; hậu chia tay Lãnh Thanh, nam em bất ngờ chi cả 100 triệu đồng để làm điều đặc biệt này; hình ảnh bé gái rơi từ tầng 12 tươi cười rạng rỡ với thầy chào trong ngày ra viện; Hà Nội chính thức tiêm vaccine cho người dân thủ đô và công dân vãng lai. Và sau đây là nội dung chi tiết. Dân tình xôn xao thông tin Hương Giang chia tay mắt lưu. Trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay, khoảnh khắc Hương Giang và mắt lưu hôn nhau khiến dân tình ghen tị. Thế nhưng vào tối ngày 4 tháng 3 vừa qua, Hương Giang khiến mạng xã hội một phen xôn xao khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện đường ai nấy đi. Đính kèm một bức ảnh quay lưng, nàng hậu viết: thành công hay thất bại, ở lại hay ra đi, tiếp tục hay dừng lại. Vạn vật trong cuộc sống này vốn dĩ đã được sắp đặt, điều gì làm mình mệt mỏi thì nhẹ nhàng buông. Đang yên đang lành bỗng dưng có động thái lạ, Hương Giang khiến mọi người không khỏi hoang mang. Khán giả không khỏi thắc mắc bởi hành động trên đã làm rộ lên nghi vấn Hương Giang, mắt lưu gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Ngay sau đó, phía Hương Giang nhanh chóng lên tiếng cho biết Hương Giang hay có thói quen viết những dòng tâm sự sâu deep, chứ hiện tại mối quan hệ với mắt lưu vẫn đang rất tốt đẹp. Trước đó một ngày, group fan của Hoa hậu Hương Giang có hơn 170.000 thành viên đã bất ngờ bay màu. Hiện tại, vẫn chưa rõ các group trên bị hack hay do chính admin xóa, nhưng điều này chắc hẳn cũng ảnh hưởng đến tinh thần của Hương Giang ít nhiều, nhất là khi cô vừa trải qua khá nhiều scandal liên quan đến anti-fan trong thời gian qua, và fan chính là nguồn động lực quan trọng giúp cô vực dậy tinh thần. Fan quốc tế đầu tư hàng tỷ đồng tặng món quà không tưởng cho Dennis Đặng. Cộng đồng fan quốc tế với gần 30.000 thành viên của Dennis Đặng không khỏi gây sốc khi chi một khoản tiền lớn mua tặng thần tượng 5 ngôi sao. Thông qua tổ chức International Star, 5 ngôi sao đã được đăng ký định danh bằng tên thật của Dennis Đặng là Đặng Đức Hiếu và bà ngoại quá cố của anh. Ngoài ra, FC của anh còn tổ chức rất nhiều buổi meeting và quảng bá sản phẩm trên nhiều quốc gia. Dennis Đặng là cái tên vô cùng quen thuộc trong cộng đồng yêu âm nhạc. Với sự góp mặt trong hàng loạt MV đình đám như Tự Tâm, Cành Ba, Màu Nước Mắt, tên tuổi của Dennis Đặng đang lên như diều gặp gió. Nhờ vậy, FC của Dennis Đặng ngày càng hùng hậu, tăng nhanh về số lượng và quy mô ở Việt Nam và quốc tế. Dennis Đặng được yêu mến không chỉ bởi ngoại hình điển trai, vóc dáng hoàn hảo mà còn là giám đốc sáng tạo với những ý tưởng mới lạ cùng với lối diễn xuất xuất thần khiến người xem xúc động. Về việc mua sao tặng thần tượng không còn quá xa lạ đối với cộng đồng fan K-pop. Có rất nhiều ngôi sao như Ngô Dược Phàm, Suju, CN Blue từng nhận được ngôi sao do FC Việt tặng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, trào lưu này chưa phổ biến. Cụ thể, rất ít ngôi sao Việt Nam từng nhận sao do fan hâm mộ tặng. Trong đó có thể kể đến như Phạm Hương, đội tuyển U23 Việt Nam, Hoàng Yến Chibi, v.v. Hiện tại, Dennis Đặng đã lập kỷ lục với số ngôi sao cao nhất. Bản thân Dennis Đặng cũng rất bối rối với món quà siêu khủng từ fan hâm mộ. Song FC hâm mộ anh chàng tuyên bố rằng, chỉ cần Dennis hạnh phúc, mọi thứ cứ để fan lo. Hậu chia tay Lãnh Thanh, nam em bất ngờ chi cả 100 triệu đồng để làm điều đặc biệt này. Nam em thời gian qua một lần nữa gây chú ý vì chuyện tình cảm. Sau ồn ào với Trường Giang, VJ Quốc Bảo, người đàn ông tiếp theo chính là Lãnh Thanh. Mối quan hệ của cặp đôi này khá phức tạp, quen nhau khi cùng tham gia Vô Lăng Tình Yêu, được khán giả, đồng nghiệp đẩy thuyền nhiệt tình. Nam em vốn là người chủ động theo đuổi nam diễn viên. Cặp đôi sau đó thường cùng sánh vai trong các sự kiện, chương trình, còn thân mật thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Trong khi đó, Lãnh Thanh thì khẳng định đã từng có những cung bậc cảm xúc, kỷ niệm đẹp bên nam em, nhưng muốn mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp mà thôi. Hiện tại, cả hai cũng hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Chuyện tình ai khiến nam em trở thành cái tên bị nhắc đến khá nhiều. Mới đây, cô nàng có hành động khiến cộng đồng mạng càng thêm xôn xao. Cụ thể, người đẹp đã bỏ ra số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ mua vaccine ngừa Covid-19. Đây được xem như động thái nhằm đóng góp vào công cuộc phòng và chống dịch bệnh. Hành động đẹp của nam em nhận được rất nhiều lời tán dương. Nhiều người hy vọng giới văn nghệ sĩ sẽ hưởng ứng, làm theo. Trên trang cá nhân, nam em rất tự hào khi khoe chuyện tốt này. Cô chụp lại thông tin xác nhận mình đã ủng hộ kèm theo bài hát quốc ca như cách thể hiện tinh thần dân tộc. Ngoài ra, nam em còn kêu gọi mọi người chung tay gây quỹ chống dịch. Trước nam em, Trấn Thành cũng đã quyên góp 100 triệu đồng. Vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên, Kim Tử Long, Minh Vương, Công Ninh cũng chung tay mong góp sức nhỏ mua vaccine Covid-19. Hình ảnh bé gái rơi từ tầng 12 tươi cười rạng rỡ với thầy chào trong ngày ra viện. Sáng ngày 5 tháng 3, bé gái rơi từ tầng 12 được anh Mạnh đỡ đã được xuất viện về nhà trong vòng tay của gia đình. Đây là điều rất nhiều người mong chờ. Trong thời điểm được về nhà, bé gái tươi cười rạng rỡ còn với tay chào các bác sĩ khiến nhiều người cảm thấy vui mừng.
Theo thông tin trước đó, sau 5 ngày điều trị, bé NPH rơi từ tầng 12, chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ổn định sức khỏe, được xuất viện về nhà. Sáng ngày 5 tháng 3, thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Hải Đức, trưởng khoa chỉnh hình nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, phần khớp bị trẹo sau sự cố của bé H đã được nắn chỉnh và bất động vững chắc. Tại vết thương không sưng đau, không để lại biến dạng. Qua kết quả chụp X-quang có thể thấy, khớp hàm bên phải đã trở lại vị trí ban đầu, chụp CT não không phát hiện tổn thương. Sau 2 đến 3 tuần nữa, gia đình cần đưa bé gái quay trở lại bệnh viện để kiểm tra, đánh giá kết quả phục hồi chức năng. Sau tất cả những gì đã xảy ra, ngày con gái được ra viện chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với gia đình bé. Trước ngày con ra viện, mẹ bé H đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã giúp đỡ gia đình trong những ngày qua. Mẹ bé H chia sẻ, thay mặt gia đình, không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các y, bác sĩ đã tận tình, hết lòng chăm sóc, điều trị cho cháu. Đây thật sự là niềm hạnh phúc quá lớn lao của cả gia đình. Trong khi đó, bố bé H cũng gửi lời cảm ơn tới anh Mạnh, người đã cứu bé gái. Anh chia sẻ, nếu không có anh, chúng tôi không biết sống như thế nào. Gia đình tôi chỉ biết nói lời cảm ơn, đồng thời cũng xin lỗi mọi người về hành vi tắc trách của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con cháu tốt nhất. Chúng tôi mong bố mẹ có con cái để ý con nhiều hơn, đừng để những vụ việc tương tự như thế này xảy ra. Cháu rơi ở độ cao rất cao, bản thân tôi không thể tưởng tượng được. Đồng thời, bố bé H cũng nghẹn ngào cho biết, mong rằng sau này, bé H sẽ luôn coi anh Mạnh là người cha thứ hai đã sinh ra mình. Được biết, trước đó vào chiều ngày 4 tháng 3, trưởng phòng công tác xã hội, thạc sĩ Dương Thị Minh Thu đã đại diện bên bệnh viện đến thăm hỏi bé H, động viên gia đình và hứa rằng trong thời gian tới, khi cháu cần, bệnh viện sẽ hỗ trợ hết mình. Hà Nội chính thức tiêm vaccine cho người dân thủ đô và công dân vãng lai. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, lô vaccine COVID-19 đầu tiên đã về Việt Nam, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trước việc nước ta đã có vaccine COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng đang lên kế hoạch tiêm chủng. Dự kiến sẽ tiêm cho tất cả người dân trên 18 tuổi và người dân vãng lai cư trú tại thành phố. Theo đó, liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau phiên họp bàn giao của thành phố về tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 diễn ra vào chiều tối 4 tháng 3, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, ngày 19 tháng 2, thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế tạo điều kiện cho thành phố tiếp cận với nguồn COVID-19. Theo ông Tuấn, việc đề nghị cho thành phố sớm tiếp cận nguồn cung vaccine là để đảm bảo tiêm đủ cho người dân thủ đô trên 18 tuổi. Ngoài những đối tượng là công dân thủ đô trên 18 tuổi, thì thành phố dự kiến cũng sẽ tiêm cho cả những người dân vãng lai đang cư trú trên địa bàn. Trong đó, những người trực tiếp tham gia chống dịch tuyến đầu sẽ được ưu tiên tiêm trước. Được biết, Bộ Y tế dự định sẽ cấp phát vaccine theo thứ tự ưu tiên 13 tỉnh thành đang có dịch, bao gồm cả Hà Nội. Tuy nhiên, Hải Dương sẽ được ưu tiên đầu tiên nên lượng vaccine cấp phát cho Hà Nội chưa nhiều. Vì vậy, thời gian tiêm cụ thể thành phố có thể tiến hành tiêm cho người dân phải phụ thuộc vào việc phân bổ của Bộ Y tế. Theo trang tin của Bộ Y tế, bản tin lúc 6 giờ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng ngày 5 tháng 3, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19. Tổng số bệnh nhân hiện nay là 2.488 người. Chỉ tính riêng từ ngày 27 tháng 1 đến nay, số ca lây nhiễm trong cộng đồng là 879 người. Trong đó, Hải Dương có 695 ca, Quảng Ninh 61 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hà Nội 34 ca, Gia Lai 27 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Hải Phòng 4 ca, Điện Biên 3 ca, Hưng Yên 3 ca, Bắc Giang 2 ca, Hòa Bình 2 ca và Hà Giang 1 ca. Tại thủ đô Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã trải qua 17 ngày không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Có thể thấy, tình hình đã tạm được kiểm soát. Việc thành phố đang tiến hành thúc đẩy tiêm vaccine COVID-19 cho người dân chính là những nỗ lực và quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh của cơ quan chức năng. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng cách thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh được Bộ Y tế khuyến cáo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mọi ý kiến trái chiều mời các bạn để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật liên tục những thông tin hấp dẫn nhất cùng với Knews 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.